chào mừng toàn thể quý đại biểu, các em nhỏ cùng quý khán giả đã đến tham dự chương trình hội diễn năm chào mừng lễ cầu an đền thần Mỹ Phước tối hôm nay. Lời đầu tiên Quỳnh Như xin phép gửi đến toàn thể quý vị đại biểu và quý khán giả một lời kính chúc sức khỏe, lời chào mừng thân thương trân trọng nhất. Kính thưa quý vị thân mến, vẫn như mỗi năm đến ngày mùng 10, 11, 12 tháng 5 âm lịch, chúng ta lại gặp nhau trong dịp lễ cầu an đền thần Mỹ Phước với sự háo hức mong chờ của quý bà con có được một bầu không khí ấm cúng, sum vầy, rộn ràng tưng bừng ngập tràn khắp nẻo đường và trong lòng mỗi chúng ta. Vâng, năm nay được sự cho phép của ban quý tế đền thần Mỹ Phước, chương trình hội diễn múa lân sơn rồng tạo ra là cơ hội cho các đoàn lân sơn rồng được giao lưu, gặp gỡ, trình diễn những tiết mục đặc sắc để phục vụ lễ hội cầu an đền thần Mỹ Phước năm 2023 cùng quý khán giả thân thương. Đến tham dự đêm hội diễn lân sơn rồng, hôm nay còn có sự góp mặt của các quý vị đại biểu. Xin trân trọng nồng nhiệt tiếp đón các vị khách quý có mặt trong buổi tối ngày 10 tháng 5 âm lịch năm Quý Mão hôm nay. Về phía ban tổ chức đình thần Mỹ Phước xin trân trọng giới thiệu đại diện ban quý tế di tích lịch sử văn hóa kiến trúc nghệ thuật đình thần Mỹ Phước. Xin trân trọng giới thiệu công ty tổ chức biểu diễn ca nhạc sự kiện Thanh Hải hỗ trợ âm thanh ánh sáng cho buổi hội diễn hôm nay. Và cũng xin được giới thiệu chung, đó là sự có mặt của tất cả các em nhỏ, quý khán giả và tất cả các đội lăng đã cùng về đây tham gia sự kiện này. Một tràng pháo tay hoan nghênh chung. Vâng, về phía các đoàn lăng sơn rồng xin trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện trưởng đoàn lăng tiến lên phía trước. Trân trọng giới thiệu và xin mời đoàn lăng sơn rồng Duy Minh, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên. Đoàn lăng sơn rồng Thiên Hậu Miếu, thành phố Châu Đốc. Đoàn lăng sơn rồng Long Huy, Lấp Vò, Đông Tháp. Đoàn lăng sơn rồng Minh Thuận, Mỹ Luông, Chợ Mới. Đoàn lăng sơn rồng Nhật Anh Đường, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên. Đoàn lăng sơn rồng Trung Anh Đường, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Đại diện ban quý tế đình thần Mỹ Phước lên trao cờ lưu niệm cho các đoàn lăng tham gia lễ hội cầu an đình thần Mỹ Phước năm 2023 ngày hôm nay. Chào tay thật lớn, xin cảm ơn các đoàn lăng đã cùng hội tụ về đây để cùng tham gia ngày hội lân sơn rồng tại đền thần Mỹ Phước năm 2023. Xin chân thành cảm ơn và xin trân trọng và cảm ơn đại diện ban quý tế. Kính thưa quý vị đại biểu, các em nhỏ và quý khán giả thân mến, trong bầu không khí tưng bừng rộn ràng ngày hội hôm nay, tất cả đồng lăng đã về đây tham gia và sẽ trình diễn những tiết mục biểu diễn đặc sắc nhất để gửi tặng đến tất cả các khán giả thân thương có mặt tại thành phố Long Xuyên, tại đền thần Mỹ Phước vào ngày 10 tháng 5 âm lịch năm Quý Mão ngày hôm nay. Và xin mời tất cả chúng ta sẽ cùng chờ đón tiết mục đánh trống khai hội biểu diễn với tiết mục cụ trống âm vang chào mừng lễ cầu an đền thần Mỹ Phước do đoàn lăng sơn rồng Duy Minh biểu diễn.